nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, hôm 24 tháng 2, đăng thông cáo trên trang web của mình nói rằng họ đang đối mặt với những khó khăn không bán được xăng, dầu vì các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Hàn Quốc và các nước ASEAN đã làm cho xăng dầu nhập khẩu có giá tốt hơn hàng cùng loại trong nước. Theo Hiệp định Thương mại Tự do với Hàn Quốc, Việt Nam giảm thuế nhập xăng của Hàn Quốc từ 20% còn 10%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 đến năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam lại áp thuế với sản phẩm từ công ty Bình Sơn, hay vẫn thường được gọi là nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Trong đó, thuế với xăng là 20%, gây khó cho việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Hàn Quốc. Do khác biệt về mức thuế trong tháng 1, xăng nhập từ Hàn Quốc rẻ hơn xăng của Dung Quốc tới 4,87 đô la mỗi thùng. Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, hãng mẹ của nhà máy Dung Quốc, đang đề nghị chính phủ giảm thuế. Bên cạnh hiệp định FTA với Hàn Quốc, Việt Nam cũng gia nhập hiệp định mậu dịch hàng hóa ASEAN. Theo đó, Việt Nam sẽ duy trì mức thuế nhập xăng từ các nước ASEAN là 20% cho đến năm 2018. Mặc dù vậy, Việt Nam đã bãi bỏ thuế nhập khẩu với dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhiên liệu kể từ tháng 1 năm nay. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam nói, việc không bán được xăng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của nhà máy Dung Quốc. Vừa qua, Petro Việt Nam đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cả Văn phòng Chính phủ để cảnh báo nguy cơ bắt buộc phải giảm công suất hoặc tạm ngừng nhà máy trong thời gian tới.